anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Võ Mi của em nhé. Hôm nay em lên cho các bác một em Võ Mi dáng ngũ trường bộ to anh em nhé. Đấy, anh em nhìn cái đầu mặt nó này, đẹp chưa? Mỏ vàng các bác nhé, móng bộ rất là ok luôn. Đấy. Con này thì cũng mới về anh em thôi, chưa tự tin hót hẳn coi nhé. Đây. Em vừa mới về chiều qua. Thì sáng nay là sáng mùng 1 lên quay video cho anh em nhé. Chúc anh em một buổi một tháng mới thật là nhiều niềm vui các bác nhé. Đấy. Thành công, kiếm được thật nhiều tiền các bạn. Trời còn đang mưa các bạn. À, quay tạm clip cho anh em xem anh em nhé. Anh em xem đầu mặt con này rất là đẹp rồi nhá. Con này nó chưa tự tin hẳn nó các bác nhá. À, giới thiệu các bác là con này thuần khoảng 85-90% các bác nhá. Móng bộ đầu mặt đẹp, dáng dấp ok. Con nhìn là trời đang mưa kìa, trên lông con chim vẫn còn ướt kìa. Thank you.
chim rất là đẹp quá nha. Mưa to quá.